xoài thì xoài bao tiền cân đấy chị? Em ơi, đồng ba cân thì em mới 300 nha. Ba quả, bán cho ba quả bao tiền cân đấy chị? 30 nha, 40 nha, 40 là phải cho em ạ. Các bà ơi, cho 49 nha, không bán. Rồi, chấn mà. Không phải, các bà không bán cho bắt đầu này gọi đâu. Bà ơi, mua cho cháu. Cây cân như thế nào? Đỏ không chị? Chân ba lạng nữa, chân nửa rồi. Cân mấy? Nó ba cân kìa. Cái tiền. Thank you.
lấy giấy tiền. Cái này cặp tướng thì nó không hướng. Đẹp như đại công như sao? 25.000 này à? 25.000 đồng ở đây 3.000. Đi mua hoa nha. Bố. Bố nghe. Chị phải trả tiền cho bố chưa? Rồi con. Dạ. Ừ. Bố. Bố nghe con nè. Chị mình. Năm trang thế. Tiền mà có phải kiếm tiền đâu. Ừ. Nghe con nè, có cầm nồi cái kính đi, có cầm nhiều thứ lắm ấy.